Chào các bạn thân mến. Tối đêm nay là 20 tháng 6 năm 2024 nha. Và nhà mình đi chợ Đà Lạt. Thì ngày mai là về quê rồi. Về lại Đồng Tháp rồi. Xin chào tạm biệt thành phố Đà Lạt. Thành phố du lịch, thành phố dễ thương, thành phố thân thiện, thành phố hấp dẫn. Rồi bây giờ là giờ là băng qua lề đường để kiếm cái vạch qua đi bộ qua. Anh nhìn cái chữ đó là đường gì ạ? Đường đó, đường này nè, đang đứng đường gì ạ? Không có để mắt kiến, không thể. Khu Hòa Bình. Đang đứng ở trên đường khu Hòa Bình. Bây giờ mình sẽ qua lộ có cái vạch đằng trước là anh đây. Đi theo cái vạch lộ băng qua đường mới được. Tại vì đây xe cộ dữ lắm. Các bạn tắt ngang là rất là nguy hiểm. Đây, phía trước là có cái vạch ngang ngang là dành cho người đi bộ qua đường này đó. Chúng ta đi như thế thì rất là an toàn vì không có ai mà phải nhường đường cho chúng ta thôi. Các cái phương tiện cơ giới là phải nhường đường cho chúng ta. Rồi chúng ta đi xuống các cái bậc thang rồi lại tiếp tục băng qua một con đường nữa là sẽ đến các cái bậc thang để xuống chợ Đà Lạt nha. Đây là chào nhé, cho người ta biết. Rồi đây là những cái bậc thang xuống chợ. Từ xưa chợ bậc vẫn như vậy các bạn, nó thay đổi. Ủa ngày xưa là xi măng không à, sao này có cảnh gạch vào không? Đây một cây bông cải biểu tượng của chợ Đà Lạt mấy chục năm vẫn như thế nha, không có thay đổi. Lần này đi chợ đêm Đà Lạt, mình mua trái cây, kẹo, mứt, chứ không có mua quần áo. Nên mình sẽ đi cái hướng tay phải và cái hướng đối diện thì sẽ bán thức ăn nè, rồi kẹo, mứt, bánh và trái cây. Còn cái bên tay trái thì bán những cái mặt hàng quần áo may sẵn, nón dài, len đó. Thì chỗ này là đông nhất các bạn đó. Nó giống như là cái quảng trường vậy đó. Ở xung quanh là các cái tòa nhà cao ốc và chính giữa là cái biểu tượng của chợ Đà Lạt đó.
Đó là cái cây bông cải đó các bạn. Và ai đi vòng vòng rồi cũng trở về cái điểm trung tâm để chụp những tấm ảnh với biểu tượng của chợ Đà Lạt, đó là cây bông cải. Và nhà mình cũng lần nào đến chợ Đà Lạt thì cũng chụp vài bức ảnh chỗ cái cây hoa bông cải này hết. Đó. Và vì là chỗ này thì có giữ xe máy, thành thử ra là người vào người ra để lấy xe đó, nên chỗ này rất là đông phức tạp. Nên các bạn nhìn thấy có hai anh bảo vệ đó ha, nên các bạn cũng yên tâm vì có bảo vệ lúc nào cũng thường trực hết ha. Và bây giờ mình sẽ đến quầy trái cây. Rồi trước mặt là nho xanh, rồi nho lóng tai và trái cherry, nhìn rất là tươi ngon nha. Đó. Và em bán đưa mình thử luôn nữa nè. Đó. Nhưng mà mình đi tham quan hết một vòng rồi một hồi mới trở lại mua. Giá là cherry là 350, còn nho xanh 200, còn nho tím đó 170 các bạn. Rồi bơ bơ quá trời ngon luôn, rồi dâu tây, cherry. Kỳ này mình đi mình gặp rất là nhiều cherry luôn ha, đợt trước không mới thấy các bạn, với là nho lóng tai và nho xanh, còn cái loại nho tròn tím tím đó thấy ít gặp các bạn. Bây giờ chủ yếu người ta bán cái nho xanh này nè, rồi cái nho lóng tai tím này nè, còn mình không có gặp nho tròn mà màu tím trái tròn các bạn. Cherry thì tầm giá từ 300 đến 350. Ở báo ngay cho lực lượng chức năng của ban quản lý chợ. Anh Dũng số điện thoại 0975 và trong nhà mua sẵn như thế đi cô. Anh Lành số điện thoại 09853 00125. Ban quản lý chợ Đà Lạt xin trân trọng thông báo. Năm bịch cho thêm bịch nha. Tiếp tục nha các bạn, tiếp tục tham quan chợ đêm Đà Lạt, phía bán trái cây, bánh mứt. Rất là nhiều loại bánh mứt ha. Và du khách cũng mua rất là nhiều các bạn. Bởi vì cái lịch tham quan á, là thường là cái ngày cuối đó là người ta đi chợ để người ta mua sắm. Rồi cái là sáng là về đó. Nên mình thấy du khách cũng mua sắm nhiều lắm.
Và đây là dãy bên phía tây phải nha, chuyên bán trái cây, thức ăn đường phố, những món ăn vặt và bánh mứt. Chiếc xe xôi này rất là ngon luôn, đủ màu luôn các bạn. Thời tiết hôm nay ở Đà Lạt rất là tuyệt vời luôn, không có mưa, mát mẻ dễ chịu, cũng không có quá lạnh. Rồi các bạn nhìn thấy dâu, rổ dâu còn rất là tươi luôn, và mọi người đang dừng lại để mua rất là nhiều nha, và nhà mình cũng dừng lại mua luôn, bởi vì thấy hai rổ dâu của chị này còn tươi, rất là tươi luôn. Một rổ là giá 150k, một rổ là nhỏ hơn giá 120k. Và thấy mọi người đến mua nên là mình cũng mua theo luôn các bạn, tươi lắm đó. Thấy mọi người mua mình cũng mua luôn, một hộp vậy là 1 ký đó, tươi lắm. Và trái vừa, và đây là dâu lắc nha, dâu lắc ăn thì rất là hấp dẫn luôn các bạn đó, rất là tiện, vừa cầm vừa đi vừa ăn. Rồi chị này gánh vào nha, cũng có một cái cảnh rất là không biết diễn tả hay sao các bạn. Cái chị mà bán dâu cho mình đó là một hồi là đội bảo vệ chợ quá, lợi là bưng cái rổ dâu của chị lên xe, còn cái chị này gánh đi vòng vòng chạy vào phía trong, bởi vì người ta không cho bán ở ngoài đường phố các bạn, bởi vì sợ ùn tắc giao thông đó, nên là bán thì phải đúng nơi quy định. Rồi ai mà vi phạm lòng lề đường thì sẽ bị hốt hết. À, chị mới vừa cân bán cho mình là cái đội bảo vệ đi xe tải bán tải đó các bạn, là lại bưng cái rổ dâu của chị luôn. À, nhưng mà nghe nói là người ta cảnh cáo thôi chứ người ta không có tịch thu luôn. Thì tối hay là sáng á, là mình lại tới cái quản lý chợ đó mình bưng về, chứ người ta không có tịch thu hàng hóa của mình luôn nha. Thì mình thấy là nghiêm khắc vậy cũng đúng các bạn, bởi vì khách du lịch rất là đông, mà nếu như ai cũng bày bán lấn chiếm lòng lề đường thì không được các bạn, nên là phải có quy định vị trí buôn bán cụ thể rõ ràng ha. Đó, khi mà nghe cái chiếc xe bảo vệ đó chạy tới là những chị gánh hàng rong là bắt đầu đứng dậy gánh đi vào phía trong đó. Và thường xuyên là có đài phát thanh là cung cấp những thông tin cảnh giác cho du khách đó, bởi vì ở đây rất là đông các bạn, và vào tối nữa, nước ngoài, rồi bà con mình khắp các cái vùng miền đến để tham quan, nên là khá là phức tạp. Vì thế nên là ban quản lý chợ đêm Đà Lạt á, là cứ khoảng 5-10 phút là có một cái thông báo thông tin để nhắc nhở du khách tránh trộm, cướp giật điện thoại, túi xách đó, nữ trang. Nên khi các bạn đi chợ đêm thì cũng nên chú ý. Nhưng mà mình thấy là trên đường phố thì có các cái chú bảo vệ an ninh trật tự nè, rồi lo phóng thanh cũng thường xuyên nhắc nhở, nên thì các bạn cũng yên tâm. Mình đi thì cũng nhiều lần chợ đêm Đà Lạt, mình cũng chưa phát hiện ra cái cảnh tượng mà giật điện thoại hay giật bóp ví gì hết nha các bạn, mình cũng chưa gặp. Rồi đây là mình đã đi gần ra phía ngoài cổng rồi đó.
thì đối diện là bán quần áo may sẵn, các đặc sản của Đà Lạt như nón len, áo len, giày, dép, khăn tròn đó. Còn mé bên mình đang đi thì là thức ăn đường phố, các loại bánh, kẹo, mứt, trái cây. Thì ngoài những cái thức ăn như sữa đậu nành, khoai lang nướng, bắp nướng, bánh tráng nướng của Đà Lạt, thì trên đường phố ngày nay mình thấy có nhiều cái loại bánh của nước ngoài như của Nhật nè, của Hàn Quốc đó, rồi của Thái Lan đó, thì cũng du nhập vào và bán trên đường phố ở chợ đêm Đà Lạt nha. Và những cái bánh đó thì các bạn trẻ rất là thích. Đây, các túi xách đủ màu sắc nha, giá là 10k 20k, các bạn mua để các bạn xách trái cây, xách quà về cho nó tiện. Trời ơi, vang nóng một bình rượu khổng lồ luôn. Đây, cá chả nhúng Hàn Quốc 10.000 đồng một xiên đó. Đây là cá chả nhúng Hàn Quốc nha. Đây là một cái loại bánh mới của Hàn Quốc. Thấy các bạn trẻ mua ăn rất là nhiều ha. Nó lạ. Rồi, trái cây đóng hộp sẵn hết. Các cái quầy dâu tây sắp xếp trưng bày nhìn rất là bắt mắt luôn. Rồi quầy thu hương, quầy anh đào. Đó, nên giờ các bạn thấy đường phố rất là thông thoáng ha. Hôm nay là thứ tư, không phải là ngày cuối tuần, nên là cũng không quá đông như là những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật các bạn. Thứ bảy chủ nhật thì rất là đông luôn, chen nhiều khi đông nghẹt luôn á. Còn hôm nay thì đường phố nói chung đi thoải mái và không có hiện tượng lấn chiếm lòng đầy đường để buôn bán nữa. Nên là các bạn nhìn thấy từ cái mí đó vào thôi, không có ra ngoài đường phố nữa ha. Rồi, thì mình đi cũng vòng lượt về. Đây, trở lại cái chỗ cũ, bán rất là nhiều bơ, sữa đậu phộng, sữa đậu nành. Sạp dầu, ôi nhìn đây nè, bắt mắt quá chừng rồi. Bơ, hồi hai gỗ dâu to đùng luôn, bơ coi kìa, chất như núi ha. Đó, rồi bây giờ nhà mình quay lại để mua cái chùm nho lóng tai này, nho tím các bạn. Rồi chốt lại là giá 140 ký nha. Đó, hết chùm đó là 200k hả, cũng rẻ. Nho này thì nói chung là ngọt lắm các bạn ơi, không có sợ bị chua gì hết. Nếu như nó chưa có chín mềm thì nó rất là giòn luôn, còn như cái nào nó bị chín quá thì nó hơi mềm. Đó, 200.000 một bịch như thế. Mua cái chút vậy chứ sách cũng lộ bộ về tới khách sạn là cũng đuối các bạn, mấy ký lô rồi. Đây, một quầy dâu lắc rất là ngon luôn, mỗi ly 20k nha các bạn. Đó, ly nhỏ thì 10k, ly lớn thì 20k. Cái hấp dẫn của cái dâu lắc á, các bạn biết không, nó chua chua ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay đó, ăn hấp dẫn lắm. Nếu mà dâu chua thì nó thấm muối vào và có tí đường nữa thì vừa ăn. Rồi, đây là quầy của mấy chị kem bơ dâu lắc nha.
và những ly kem bơ trên đường phố cũng rất là ngon, giá thì rẻ các bạn. Rồi quay trở lại cái không gian là bao giờ là nhà mình cũng dừng chân ở đây hết trơn á. Đi mấy lần là ông xã mình rất là thích ngồi cái chỗ cái cây bông cải này nè, ngồi nghỉ chân rồi lội về đó, nghỉ một chút rồi bắt đầu lội về, ngồi lại nghỉ để ngắm nhìn toàn chợ Đà Lạt đó. Welcome to Đà Lạt Market. Đó, rồi sau khi ngồi nghỉ 5-10 phút rồi bây giờ lội trở ra lên các cái bậc thang đó, để về lại khách sạn. Kỳ này là nhà mình lội bộ nhiều nha các bạn, không có đi taxi, lội bộ không à. Thì các bạn lên các cái bậc thang này là băng qua một con đường, băng qua một con đường nữa là tới khu Hòa Bình. Thì các bạn lội đến đường 3 tháng 2 rồi hẻm tắt thì sẽ qua đường Phan Đình Phùng 58, khách sạn Minh Tùng. Đó là nơi nghỉ. Và bây giờ là nhà mình sẽ đi bộ về. Chuyến này đi tham quan là đi bộ nhiều các bạn, không có đi taxi nữa. Tại vì như mình chia sẻ là đi để mình trải nghiệm, để như là thể thao, có sức khỏe và ngắm nhìn thành phố Đà Lạt về đêm. Rất là hấp dẫn luôn ha. Đó thì tối đêm nay về nghỉ một đêm, sáng ngày mai về Đại Đồng Tháp rồi nha. Xin chào tạm biệt chợ Đà Lạt, tạm biệt thành phố Đà Lạt, hẹn ngày gặp lại. Chuyến này tham quan Đà Lạt là lội bộ quá chừng luôn á, từ đường Phan Đình Phùng mà mình lội tới quảng trường Lâm Viên nè, rồi hồ Xuân Hương nè, rồi chợ đêm Đà Lạt nè, rồi qua Hai Bà Trưng nè. Đó, lội bộ không các bạn ơi, đi bộ không mà. Mệt mà vui quá chừng luôn. Lội riết rồi gành đường ở thành phố Đà Lạt luôn. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo của nhà mình nha.